Em ơi, thôi thôi để anh lo. Em đừng có động tay động chân mà. Anh hứa anh chăm sóc em rồi mà. Đi qua đây đi. Bác sĩ nói với anh á, hiện tại em không nhìn thấy đường được, nhưng mà vẫn sẽ có cơ hội tìm được ánh sáng. Em đừng có làm động tay động chân gì trong nhà hết. Anh đã hứa sẽ bảo vệ em suốt cuộc đời rồi mà. Em xin lỗi anh nhiều nha, gánh nặng của anh rồi. Em nói vậy sao được, anh là thương em nhất mà, em là niềm hạnh phúc của anh đó. Cảm ơn anh. À quên nữa, anh có quà muốn tặng cho em. Hả? Có quà cho em luôn hả? Anh tặng cho em lọ dưỡng da của ODB. Anh tìm hiểu kỹ rồi, 100% chiết xuất từ thiên nhiên, rất tuyệt tính. Vợ của anh phải là đẹp nhất. Cảm ơn anh nhiều nha, anh chu đáo quá à. Em chào chị Thảo. Ủa, Nhi tới chưa hả em? Anh mời Nhi vô nhà chưa? Rồi. Nghe Nam nói chị Thảo bị bệnh, em không có sắp xếp công việc qua thăm chị Thảo được. Nay em qua chơi với chị Thảo nè. Em qua chơi với chị là chị vui rồi. Và cũng cảm ơn em nha, nhờ em phụ giùm việc của anh Nam trong công ty. Ôi, dăm ba cái công việc đó mà chị, có gì đâu. Anh Nam á, ảnh bận lắm, không có thời gian chăm chị. Để em hay anh Nam chăm chị nha. Cảm ơn em, nhưng mà để anh Nam chăm chị được rồi, chị không dám phiền tới em đâu. À, thôi, sáng giờ em đi từ bệnh viện về cũng mệt rồi đó. Hay là anh dìu em lên phòng cho em nghỉ ngơi nha. Còn anh còn lên văn phòng làm việc với Nhi xíu nữa. Thôi, em ngồi đây nghỉ ngơi được rồi. Anh với Nhi cứ đi làm việc đi nha. Để em ở đây nghỉ ngơi nha. Nè, nãy xem gan quá vậy, dám làm cái chuyện đó luôn. Có gì đâu không dám. Chị Thảo chỉ bị đuôi mà, thấy gì đâu. Ủa, mà anh sợ chị hả? Nghĩ sao anh sợ vậy? Càng nguy hiểm càng kích thích. Đây, skin của Lifestyle, top 2 thế giới, siêu mỏng luôn, mềm như hồng men luôn đó. Được chưa? Bây giờ thì phục vụ anh đi. Ủa, em, sao em ở đây vậy? Anh với Nhi đang làm gì vậy? Tại em khát nước quá à, mà em kêu anh không có trả lời. Chắc tại anh với Nhi lo bàn công việc quá không để ý á. Thôi đi, để anh dắt em xuống lấy. Qua chuyện này anh mới biết Thảo có một số tiền khoản bảo hiểm là 20 tỷ lần đó. Vậy nếu như mà chị Thảo chết thì số tiền đó sẽ thuộc về anh đúng không? Em đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Bộ anh không muốn cưỡng hết số tài sản đó hả? Bộ anh không thương em hả? Bộ anh không muốn em về nhà ở đường đường chính chính với anh hả? Vậy bây giờ ý em muốn sao? Em muốn gì thì chị Thảo chỉ đang bị đuôi mà. Tự nhiên ngày nào đó xảy ra chuyện gì ai biết được.
người tình nguyện hiến giác mạc cho em rồi đó. Bên bệnh viện cho anh gửi giấy cho em ký để xác nhận đó Thảo. Thật hả? Ký vô đâu vậy? Đây đây đây. Anh ký ở đây nha, ký cái đầu tiên. Ừ. Đây hả? Rồi, cái thứ hai luôn, hai tờ lận. Có phải hai người mong chờ chữ ký này của tôi lắm đúng không? Mày nói gì vậy? Hai người tính treo ngươi cho tới lúc nào nữa vậy? Anh nhìn thấy rồi hả Thảo? Nói cho anh biết thì làm sao tôi phát hiện được cái bộ mặt thật của hai người đây? Hả? Làm sao tôi thấy được cảnh hai người âu yếm nhau? Hay là nghe thấy hai người âm mưu muốn hại tôi? Mấy người không cần chối đâu. Camera ghi lại hết tất cả mọi chứng cứ rồi. Thảo ơi, nghe nói đi. Nó nói dụ dỗ anh. Anh không có biết gì hết á. Anh còn rất yêu em Thảo. Em cho anh một cơ hội để sửa sai nha. Loại đàn ông như anh không xứng đáng có cơ hội sửa sai, hiểu không? Tốt nhất là hai người cút ra khỏi nhà tôi trước khi tôi cho hai người vô tù. Thảo, xin lỗi em Thảo. Đi!